Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở lần video này thì chúng ta sẽ trở lại với một trận đấu giữa hai cầu thủ, đó là 18 Sen Đường Môn sẽ giao tranh với SG Dũng Nhi. Và ở trong trận đấu này sẽ là trận đấu đại hội anh hùng vào tối ngày 12 tháng 1 vừa rồi. Thì anh em yêu cầu Khải là có thể quay lại video này để up lên trên kênh, để anh em có thể sau này xem lại thì ok. Thì anh em cùng xem ở trong trận đấu này liệu sẽ như thế nào anh em ơi. Và bây giờ chúng ta đã bắt đầu trận đấu, thì hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy rằng bên cao thủ SG Dũng Nhi là một trong những cao thủ thiếu lâm anh em cũng đã biết ở cụm mấy chỗ S8 Phần Sơn Ký Sử này. Đây là một trong những cầu thủ thiếu lâm có thể nói là No 1 server. Và hiện tại đang giao tranh với cao thủ đó là 18 Sen. Nhìn sơ qua anh ta có vẻ là một đường môn nha mọi người. Và một bên đó là ban hội Ba Miên, và một bên đó là ban hội Thiên Đớ. Những round đầu tiên của cao thủ SG Dũng Nhi, chúng ta vẫn chưa thấy một sự chính xác nào đến từ vị trí của thiếu lâm SG Dũng Nhi. Anh ta đang cố gắng tìm những đòn đao mặc định đến từ vị trí của những cái đòn đao của mình. Nhưng mà cho đến bây giờ thì đã hơn 30 giây trôi qua thì chúng ta vẫn chưa có thể thấy những cái luồng đao chính xác này mà. Chưa có một pha đao nào chính xác cả. Hiện tại cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng 18 Sen anh ta vẫn đang bật cà một cách khá tự tin. Và cũng chả có một pha trả đũa nào cả. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu trong trận đấu này hai cầu thủ rảnh là sao. Và khá nhiều anh em bảo Khải là làm những video về những trận đấu solo đi. Và ngày hôm nay Khải sẽ lục lại những trận đấu đại hội anh hùng. Hàng ngày vào lúc 7 giờ tối Khải sẽ chốt lại những trận cuối cùng. Và Khải sẽ làm video up lên cho anh em xem. Tại vì sao? Ở những dòng loại cuối cùng này thì sẽ là trận chung kết trong ngày này mà. Nên là Khải sẽ quay lại những trận chung kết này cho anh em xem. Hiện tại đến giai đoạn này thiệt sự vào vòng chung kết hàng ngày nè, thì anh em cảm giác là họ bơ ca khá hay nên mới vào được vòng chung kết thôi nè. Và đây là đường nam đầu tiên dành cho SG Dũng Nhi. Ở giải đấu này thì chúng ta có khoảng hình như là 6 phút để có thể giao tranh như là câu đao cho anh em. Đây là Khải quay lại là chúng ta có thể thấy là cái lực những cái skin nó không báo cho anh em xem. Và anh em có thể nghe nhạc, anh em có thể nghe nhạc như là nghe bình luận cảm nhận chơi nha anh em. Cho đến bây giờ thì đã trôi qua hơn 1 phút. Có vẻ như chúng ta chỉ có thể thấy rằng là chỉ có mới khoảng 2 luồng đam nhỏ nhẹ đến từ vị trí của anh Thiếu Long. Và đây là luồng đam thứ 3. Một đào chém vừa rồi dính đến hướng của 18 Sen. Anh em đang xem thì đừng quên đó lại cho hai cầu thủ này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Hiện tại 18 Sen đang cố gắng câu ra đam cũng như là chạy dòng ngòi khá nhiều. Và đợi ấy thì ở những giải đấu đại hội anh hùng này thì Khải cảm nhận rằng là chúng ta có thể trang bị cho mình những trang sức phục hồi thể lực như nào. Thì vào bên trong này chúng ta sẽ có thể phục hồi được thể lực nha mọi người. Nó khác hoàn toàn bên liên đấu như nào. Bên này thì anh em có thể sử dụng được những trang sức phục hồi thể lực như là nhẫn bỏ vào người của mình để có thể phục hồi. Và chúng ta đã thấy những đòn đam đầu tiên đến từ vị trí của 18 Sen và cũng đã bắt dính khá tốt. Cho đến bây giờ chúng ta cảm giác rằng những luồng đam của Thiếu Lâm chưa được chính xác lắm anh em ơi. Chỉ mới khoảng tầm 3 đao nhỏ nhẹ đến vị trí của 18 Sen mà thôi. Và đây những luồng đam tiếp theo đến từ vị trí của 18 Sen. Trận đấu đang được diễn ra một cách khá là hay. Những luồng đam đầu tiên của Đường Môn có vẻ vậy rồi. Dung Nhi xem tư là knock out này mà. Xem tư là knock out. Hai pha cho tranh liên tiếp. Chúng ta thật thấy rằng Đường Môn này có vẻ chủ đam khá tốt cũng như là đánh cực kỳ đau đây mà. Tiếp tục là pha giao tranh tiếp theo, giao tranh quá tốt từ vị trí của 18 Sen. Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy rằng bên SG Dũng Nhi cũng có vẻ là một ạc Thiếu Lâm đang full down này mà. Và chúng ta cũng có thể để ý lại bên 18 Sen theo khả nghĩ với lượng phòng thủ lý chắc khá là cao. Nên ta chủ đam những luồng đam đầu tiên cũng như là những luồng đam chém vào người cảm giác không hờ đau cho lắm. Đó, đó anh em thấy chưa? Uống máu vẫn bình thường này mà. Đường môn uống máu vẫn tốt. Không có một hiệu ứng gì gọi là sốc đam cả. Tiếp tục lần pha giao tranh tiếp theo. Trong trận đấu này là một trận đấu giữa Thiếu Lâm Đường Môn. Một pha giao tranh vừa rồi khá tốt dành cho Dung Nhi. Xem tí nữa thôi thì có vẻ như 18 Sen sẽ bị knock out. Và trong thời gian rảnh rỗi này thì Khải sẽ xem lại hết những trận đấu chung kết để Khải cùng quay lại cũng như là Khải bình luận cho anh em xem. Tại vì cũng khá nhiều anh em yêu cầu Khải làm những video bơ ca này nọ cho anh em xem anh em à. Và Khải sẽ cố gắng lấy những cái trận tranh chung kết hàng ngày cho anh em xem. Và phải rồi anh em cũng đã thấy rằng SG Dũng Nhi xem tí nữa chỉ còn khoảng tầm 1-5% máu rồi thôi. Khá tiếc nếu như dồn thêm một luồng đam nữa có thể là SG Dũng Nhi sẽ knock out. Và bên anh em cũng đã thấy thì bên SG Dũng Nhi thì
Thiếu Lâm Tăng Trưởng Môn. Nếu anh em nào mà muốn xem lại sách đồ của Tăng Trưởng Môn này thì có thể lên kênh YouTube của Khải gõ Thiếu Lâm Tăng Trưởng Môn SG Dũng Nhi thì nó sẽ ra video cho anh em xem sách đồ của cao thủ này nha em ơi. Nếu như anh em có theo dõi Khải hàng thường xuyên thì cao thủ này đang sở hữu cho mình một sách đồ cũng như là cao hơn đến 150 triệu Việt Nam đồng. Đó, anh em cùng xem sơ qua. Đang sở hữu cho mình một con buôn tiêu. Con buôn tiêu vừa rồi là tháng vừa rồi được top 1 đô top cá nhân. Cho đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy rằng những lùng đàm của Thiếu Lâm không hề chính xác. Chỉ có những lùng đàm nhỏ lẻ mà thôi. Có vẻ Dũng Nhi hết máu nè. Có vẻ Dũng Nhi hết máu rồi. Nhìn sơ qua chúng ta có thể cảm nhận rằng có vẻ như cao thủ Dũng Nhi đã hết máu nè mà. Anh ta đang chạy loạn xuyên ngầu. Rồi xong, có vẻ hết máu rồi em ơi. Đây là những lùng đàm cuối cùng dành cho hai bên. Để xem liệu 18 sen có thể kết thúc được Dũng Nhi hay không. Một trong những lợi thế dành cho đường bồn khá nhiều. Sau khoảng 5 phút trôi qua. Rồi, chính xác là knock out anh em à. Và chúng ta xin chúc mừng 18 sen đã kết liễu được SG Dũng Nhi và đã lên ngôi quán quân của Đại hội Anh Hùng ngày 12 tháng 1 này. Và xin kính chúc cao thủ 18 sen nhận được những phần quà khá là hấp dẫn nha em ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với một trận chung kết của ngày hôm sau. Khải sẽ làm video tiếp tục cho anh em xem nhé. Anh em đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ video này. Nhiệt tình Khải sẽ cố gắng soi lại những trận đấu hay cho anh em xem trên kênh YouTube Di Khải Gaming nha mọi người. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.